đầu nhé. Dạ vâng. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học đó là con số và học những cái câu để mình hỏi. Trên màn hình các bạn thấy con số như thế này đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nói là số 0, 1/2, 1/4, rồi 0.5, 9% độ. Mình sẽ nói như thế nào đây. Giờ các bạn xem. 0 thì ở bên tiếng Hàn á, trong tiếng Hàn nó có hai cách đọc các bạn. Mình có thể đọc là yon. Các bạn đọc theo mình nhé. Yon. 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 Câu lên nhé. Yon. 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 Rồi yon. Cái này là con. Con. Con hay là yon gì nó đều mang nghĩa tương tự nhau. Có nhiều bạn hỏi là cô ơi khi nào dùng yon và khi nào dùng con. Thì mình xin trả lời là yon. Trong tiếng Hàn hai cái từ này nó cùng nghĩa, cho nên là không phải dùng từ này là sai đâu nha. Tình huống này mình đều có thể dùng được như nhau. Rồi ok, yon với lại con là số 0. Rồi tiếp theo, trước khi mà mình đọc cái con số này á, trước khi mình phân tích phần này thì giờ mình đọc cái con số này trước nhé. Trong tiếng Hàn, trong tiếng Hàn á, mình có hai cách đếm. Một là thuần Hàn, thuần Hàn là tiếng Hàn, còn Hán Hàn là nó mang gốc Hán. Thì đây Hán Hàn là il. Các bạn đọc cùng đọc với Trang nhé. Il. Il.